mời các bạn đón nghe câu chuyện nhà trọ qua giọng đọc đình soạn câu chuyện không biết nên bắt đầu từ đâu có lẽ mọi chuyện bắt đầu từ khi tôi rời xa vùng quê hẻo lánh để lên sống tại mảnh đất thủ đô hoa lệ trên thủ đô hà nội tôi không hề có một người thân không có nổi miếng đất nhỏ để làm nhà nhưng khao khát và ước mơ được sống và làm việc ở thủ đô cùng với mong ước được làm giàu giống như bao người dân quê khác, đã thôi thúc và tăng thêm quyết tâm cho tôi. Đặt chân đến Hà Nội với vỏn vẹn 5 triệu đồng trong người, cùng vài bộ quần áo đã cũ, tôi choáng ngợp trước vẻ đẹp hào nhoáng, vẻ đẹp kiêu sa và lung linh của một thành phố lớn với những tòa nhà cao trọng trời và cả dòng người tấp nập, những ô tô, xe máy khiến cho tôi càng hào hứng và thêm quyết tâm một ngày nào đó mình cũng sẽ được ở trong những ngôi nhà to lớn kia, được đi trên những chiếc xe ô tô bóng loáng. Nhưng ước mơ cũng chỉ là ước mơ. Tôi phải quay về với thực tại. Việc đầu tiên tôi phải làm là tìm chỗ để ở, rồi tìm một công việc để kiếm sống. Lên đến thủ đô, tôi mới biết cái gì cũng đắt đỏ và số tiền 5 triệu đồng tôi mang theo chỉ là một con số quá ít ỏi. Những ngày đầu tiên tôi phải ăn thật rẻ và ngủ ở ngoài lề đường mái hiên hay kể cả là gầm cầu để tiết kiệm từng đồng ít ỏi nhưng có lẽ mọi chuyện không thể lường trước được một ngày đẹp trời tôi đã bị móc túi hết số tiền dành dụm ở quê trong khi đi xe buýt dường như tuyệt vọng bây giờ đến tiền về quê cũng không còn thì biết làm sao nhưng trời không tuyệt đường người may mắn cho tôi là trời đã cho tôi gặp nam một thằng bạn thân cùng quê đã lên hà nội trước vài năm nam rủ tôi về ở trọ cho vui tất nhiên chết đuối lại nắm được cọc tôi vui vẻ đồng ý mà không biết cuộc đời tôi từ đây sẽ rẽ sang một hướng khác và mọi chuyện bắt đầu sau khi tìm được chỗ là về ở chung phòng với thằng bạn thì tôi cũng bắt đầu đi xin việc nhưng trước hết xin nói qua với các bạn về nơi tôi ở. Nhà trọ mà nói đúng hơn là phòng trọ của Nam, là một phòng trọ nhỏ khoảng 25 mét vuông, nhà vệ sinh khép kín, cùng với một gác lửng. Bên cạnh còn có bốn gian như thế nữa, cùng với một khoảng sân vườn rộng rãi và thoáng mát. Trong phòng có kê một chiếc giường đôi và một chiếc bàn, trên đó có một cái tivi nhỏ khoảng 19 inch, và cạnh đó là một chiếc tủ quần áo. Tôi về ở cùng Nam được 3-4 ngày thì bắt đầu đi tìm việc và công việc của tôi là rửa xe cho một quán xe máy ở gần nhà. Được vài tháng thì tôi xin đi học nghề sửa chữa điện thoại di động tại một cửa hàng trên đường Tuệ Tĩnh. Trong thời gian đó, Nam cũng đã có người yêu. Người yêu của Nam là Nhung, một cô gái quê Nam Định. Nhung xinh và hiền dịu, ở cô ấy toát ra vẻ đẹp của một cô gái miền quê hiền lành, ngây thơ yêu nhau được ba bốn tháng cũng đã có vài lần nam đưa nhung về quê chơi chưa bao giờ tôi thấy hai đứa cãi hay to tiếng tưởng chừng như bạn mình tìm được hạnh phúc bên người con gái xứng đáng nên tôi cũng mừng cho chúng nó rồi đến một hôm nam buồn rầu nói với tôi long à tao với nhung vừa cãi nhau mày ạ à? tôi thấy ngạc nhiên và hỏi lại sao lại cãi nhau mày với cái nhung á Hai đứa chúng mày vui vẻ lắm Sao lại cãi nhau được Tôi hỏi dồn dập một lúc vài câu Nhưng Nam không trả lời Mà chỉ ngồi buồn và nó uống rượu Chưa bao giờ thấy nó uống rượu Và đây là lần đầu tiên tôi thấy nó uống nhiều như thế Nó tu hết một hơi Rồi nước mắt nó lăn dài trên má Và bảo tôi Tao tính sẽ cưới Nhung Và cũng để dành được một số tiền Để định làm đám cưới Nhưng chắc có lẽ là Nhung bỏ ta mất rồi nó lại khóc và tu diệu như nước lã Tôi thấy thằng bạn mình như vậy mà không biết nói gì hơn Nó nằm lăn ra ngủ Rồi nó tự nhốt mình trong nhà ba ngày liền Tôi có làm đủ mọi cách Nhưng cũng không thể thay đổi được tình hình Thì đến ngày thứ tư Tôi đi làm về Thì thấy mặt nó tươi như hoa và chạy ra bảo Tối nay là mày không được đi đâu đấy Tối nay Nhung sẽ sang nấu ăn nên mày phải ở nhà ăn cơm với bọn tao tôi không hiểu có chuyện gì xảy ra nhưng thấy bạn mình vui vẻ trở lại tôi cũng thấy vui lây nhưng tôi từ chối lời mời của nó tối nay thì không được chiều nay tao phải đi học và phải đi có chút việc hai ba hôm tao mới về xong là tao về quê luôn một tuần sau tao mới lên được mày ạ à. thế nên là cho tao xin lỗi nhé nam cố nải nỉ tối nay ở nhà dùng bữa rồi đi nhưng không được nên nó buồn và đi vào trong nhà Tôi theo vào và bảo nó Thôi được rồi Tối nay ta sẽ cố gắng về qua một chút rồi ta đi Nhưng mà tao nói trước là ta không ngồi được lâu đâu Nó cười hớn hở gật đầu Tôi bước ra cửa để đi học và thầm nghĩ Đúng là tình yêu thật là kỳ diệu Nó có thể biến một thằng đàn ông to như bỏ mộng như thế kia Thành một đứa trẻ con thật thật là tài quá Tối hôm đó vừa về đến nhà thì thấy Nhung và Nam hai đứa đang vui vẻ dọn mâm cơm, cùng với một vài người bạn cùng xóm sang ăn chung nên bữa ăn rất vui. Ăn được một lúc thì tôi phải đi có công chuyện và 12 giờ đêm tôi mới về đến phòng trọ. Về đến nơi, tôi thấy còn mỗi mình Nam trên giường, cả phòng trọ tối om, tôi bảo: "Nam đấy à, sao mày không bật đèn lên cho sáng?" Nó im lặng không trả lời. Tôi nghĩ là nó say Nên không hỏi thêm Mà bật đèn đi về phía tủ quần áo Định mở ra thì Nam cạn lại Mày đừng có mở tủ Ta biết mày mai về quê Nên tao lấy sẵn quần áo cho mày vào vali rồi Đi ngủ sớm đi Mai còn về quê Mày thấy thằng bạn mày có tốt không Tôi thấy nó có vẻ say Nên cũng cười và nói Rồi tốt rồi tốt rồi Ông là người bạn tốt nhất của tôi Thôi ông bạn say rồi Đi ngủ đi cho tôi nhờ Đừng có phá tôi để mai tôi còn về quê sớm Nó cười hề hề rồi lăn ra ngủ Tôi định mở tủ kiểm tra lại còn thiếu thứ gì hay không Nhưng mà thằng bạn cứ cản lại và không cho tôi mở Nên cũng chiều ý nó Tôi kiểm tra lại cái vali đựng quần áo Thì thấy đầy đủ rồi nên đi ngủ luôn Và sáng mai tôi về quê sớm Một tuần sau tôi lại ra Hà Nội Sau khi làm xong mọi việc ở quê ra đến phòng trọ thì không thấy nam đâu mà cửa phòng khóa kín tôi hỏi khắp mọi người thì thấy bảo là nam và nhung cãi nhau to lắm và nam đã chuyển đi rồi tôi đến gặp chủ nhà thì đúng là nam đã trả phòng trọ và đi ngay sau hôm tôi về quê hai ngày tôi đề nghị bà chủ nhà cho thuê lại gian phòng đó vì đã quen nhà không muốn đi nơi khác và cũng vì gần nơi mình đang học và làm việc tôi nhận chìa khóa phòng bước vào trong thế căn phòng không còn gì khác ngoài chiếc giường vẫn nằm đó tôi đi mua một chiếc tủ bạt để treo quần áo và mua thêm một ít đồ dùng lặt vặt như bếp và bát đũa để nấu ăn rồi cuộc sống của tôi trở lại như bình thường ngoại trừ một điều là ban đêm hay có tiếng ai đó gõ vào một vật gì đó bằng gỗ vậy nghĩ rằng do bình thường có thằng nam nó hay ồn ào giờ vắng vẻ quá nên tôi tưởng tượng ra vậy thôi nhưng đêm hôm đó tôi đang ngủ thì có tiếng gõ cửa tôi chạy ra mở cửa thì không có ai nghĩ trẻ con hàng xóm nghịch ngợm nên tôi lại vào ngủ tiếp thiếp được một lúc thì tiếng gõ cửa lại vang lên ba tiếng gõ đều đặn lại vang lên lúc này lần này tôi chạy ra mở cửa nhưng cũng không có ai tôi nói to lên cho ai đó đang chọc phá tôi có thể nghe thấy được đêm hôm rồi để yên cho người khác ngủ Hết trò rồi hay sao mà cứ phá cửa nhà người ta lúc đêm hôm như thế Thích chết không hả à? Không có ai trả lời Tôi quay vào vừa đóng sập cửa lại và đi đến bên giường Thì tiếng gõ cửa lại vang lên y như lần trước Tôi tức điên lên chạy ra mở cửa Và lần này tôi giật mình ngã ngửa về phía sau Khi thấy một người con gái tóc dài ngang vai Rũ xuống che kín mặt Người đó mặc nguyên một bộ đồ trắng tinh Đang đứng ngay trước cửa và nhìn chằm chằm vào tôi Tôi ú ớ vài tiếng thì người đó cất tiếng cười sảng sặc Thằng này già đầu mà còn chết nhát. Tôi ngẩn người ra thì đó là Nam. Tôi không nói nên lời và đi thẳng vào nhà. Vào đến nhà không đợi tôi nói gì, nó đã thao thao bất tuyệt. Sau hai hôm mày về quê, tao với Nhung có cãi nhau. Bây giờ Nhung nó bỏ tao đi mãi mãi rồi. Vĩnh viễn không bao giờ tao với Nhung gặp nhau được nữa. Ta cũng đi sau luôn hôm đó, cũng không ở đây. Cũng nhớ mày lắm nhưng mà không gặp được. Mãi bây giờ mày mới ra, mà giờ tao mới về gặp được mày. Tôi hỏi nó. Thế bây giờ mày làm ở đâu? Chuyển về đây ở với tao. Nó im lặng hồi lâu rồi nói. Tao ở xa lắm. Mà tao cũng không về được. Tao còn vướng công việc. Nghe nó nói vậy cũng không biết làm sao. Tôi yên ủi. Thôi thì chuyện nó qua rồi. Không có em này thì kiếm em khác thiếu gì người con gái tốt Mà mày không về cũng không sao Thỉnh thoảng anh em gặp nhau là được rồi Nó mỉm cười và nói có việc phải đi về Tôi tạm biệt nó và đi ngủ Đêm hôm đó không còn tiếng gõ như mọi đêm nữa Nên tôi ngủ ngon đến sáng hôm sau Cuộc sống của tôi trở lại bình lặng như mọi ngày Khi đến một hôm tôi gặp Nhung trên đường Nhung cũng thấy tôi và quay đầu bỏ chạy Tôi đuổi theo nhưng được một đoạn thì mất dấu mấy ngày sau tôi thường hay đi qua đó và rồi tôi cũng gặp lại nhung một lần nữa nhung giờ khác xưa nhiều lắm không còn vẻ ngây thơ trong sáng như ngày trước thay vào đó là mẹ đẹp sắc lạnh sành điệu và thời thượng gặp tôi nhung lại tránh mặt và tôi đi đến gần thì nhung vợ như không quen tôi thất vọng lắm và về nhà đêm hôm đó không ngủ được nằm thao thức cho đến khi tiếp đi thì có tiếng gõ cửa lần này tôi ra mở cửa thì không có ai Đến lần thứ ba cũng không có ai Tôi bực mình quát lớn Đứa nào thích chết đấy Có giỏi thì ra mặt đi Đứng một lúc không thấy ai Tôi quay vào nhà Lúc này trong phòng tôi đột nhiên lạnh lạ thường Tôi có cảm giác căn phòng hôm nay Âm u hơn mọi ngày Mặc dù bây giờ đang là trưa hè tháng năm Mà tôi bất giác dùng mình Đúng lúc đó thì tiếng gõ cửa lại vang lên Khiến tôi giật mình Lần này tôi run run bước ra phía cửa mở thật mạnh cánh cửa nhưng không phía trước không có ai cả tôi chạy hẳn ra ngoài và thấy một người đang đứng ở phía xa nhìn chằm chằm về phía tôi do xa quá tôi không nhìn rõ đó là ai nhưng tôi có cảm giác người đó không hề bình thường và tốt nhất là tôi nên vào nhà vừa quay vào nhà tôi đã hét ẩm lên và chạy ra ngoài vì trên giường của tôi đã có một người con trai đang ngồi gục mặt vào gối mà mới cách đây ít phút tôi còn đứng cạnh đó vậy người này là ai tôi lấy hết can đảm cất tiếng hỏi ai thế không có tiếng trả lời tôi lấy hết can đảm bước vào phòng và với tay bật đèn thì một lần nữa tôi bị đứng hình ngay lập tức khi đèn phòng vừa sáng thì người đó cũng biến mất không một dấu vết tôi như không tin vào mắt mình nữa tôi tắt và bật đèn lại ba bốn lần và dụi mắt nhưng trên giường đúng là không hề có một người nào đó đang ngồi tôi nghĩ chắc là do mình mệt quá nên nhìn nhầm tôi đi xuống nhà vệ sinh rửa mặt và lần này tôi như chết đứng khi vừa rửa mặt xong tôi nhìn lên gương thì có một bóng người vụt qua phía sau lưng tôi vội vàng quay lưng lại nhưng không có ai cửa vẫn cải chốt bên trong người ngoài không thể vào được vậy ai là người vừa xuất hiện sau lưng tôi chạy vội ra ngoài bật sáng hết đèn trong phòng ngồi bên cạnh gương tôi không tin trên đời này có ma hồi ở quê tôi cũng được nghe rất nhiều câu chuyện ma từ các ông bà trong xóm kể lại khi lũ trẻ tuổi tôi có sang chơi nhưng chưa bao giờ tôi tin vậy cái vừa xuất hiện là gì tôi tự hỏi nhưng không hề có câu trả lời đúng lúc đó thì bàn chân tôi dưới đất chợt lạnh buốt tôi đưa mắt nhìn xuống và tôi hét lên đầy kinh hãi vì ở trong gầm giường của tôi có một bàn tay trắng nhợt nhạt trên tay có vài vết loang đỏ thẫm như máu đang nắm chặt lấy cổ chân tôi. tôi vội co chân lên giường và đêm hôm ấy tôi ngồi co do trên giường không dám bước chân ra khỏi giường nữa. ngồi co do đến sáng tôi mệt quá thiếp đi. trong giấc mơ tôi thấy phòng mình đầy máu, máu phun vãi khắp nơi. dưới gầm giường có một xác người cũng đẫm máu mà tôi không hề nhận ra đó là ai, cô quen hay là người lạ. rồi đột nhiên người đó bật dậy túm lấy tôi. Đến đây thì tôi giật mình tỉnh giấc Nhìn đồng hồ đã 9 giờ sáng Tôi gọi điện thoại cho thầy dạy Xin phép được nghỉ một hai buổi vì ốm Rồi dọn dẹp phòng của mình Quét dọn từ trên gác lửng xuống nhà tắm xong xuôi Nhưng còn một chỗ tôi chưa dám động đến Đó là cái gầm giường Lấy hết can đảm tôi cúi xuống từ từ Thật từ từ Và tôi thở phào nhẹ nhõm Khi cái gầm giường sạch trơn Tôi thầm nghĩ Chắc đêm qua tại mệt quá nên hoa mắt Thời buổi nào rồi mà còn ma với chả quỷ Rõ là hâm Bật cười vì nỗi sợ hãi đêm qua của mình Nhân tiện hôm nay được nghỉ Nên gọi cho Nam rủ đi nhâm nhi cà phê Rồi đi chơi cho khuây khỏa Nhưng gọi điện thì toàn tắt máy Đúng lúc ấy có một anh chàng hàng xóm đi đâu vừa về qua trừ đầu Thằng nào mất dậy vứt chuột chết ở đâu mà mùi hôi không chịu được Bố mà bắt được thằng nào vứt chuột chết ra quanh đây Thì bố mày tận cho như tưởng mà không biết nó giấu ở đâu mà tìm mãi không thấy. Tôi từ trong nhà đi ra hỏi. Có chuyện gì thế anh? Ông hàng xóm bực tức và chửi. Ông hàng xóm bực tức vừa chửi vừa trả lời. Không biết từ hôm qua đến giờ cái một chuột chết ở đâu nó cứ thoảng qua. Kinh vãi cả người. Mà anh bắt được thằng nào giấu chuột chết, anh đánh cho nó bỏ bố luôn. Nhân tiện anh em đang dỗi, tôi mời hàng xóm ra đầu phố uống cà phê, rồi hỏi về chuyện của Nam. Anh biết thằng Nam trước nó ở cùng với em chưa ạ? À? Ông Hằng xóm gật đầu rồi nói Ừ anh biết Nó ở cùng phòng với em mà có con người yêu xinh quá Cái hôm mày về quê Thì hai đứa nó cãi nhau to lắm Giờ hôm sau thấy bà chủ nói là thằng Nam nó đi rồi Chắc là cãi nhau nên chán bỏ đi đây mà Tôi hỏi tiếp Thế từ hôm ấy anh có thấy Nam hay Nhung quay lại không? Ông ấy nhấp ngụm cà phê rồi trả lời thằng nam thì anh không thấy nhưng con bé kia thì anh thấy có một hai lần gì đấy nó toàn về lúc tối muộn rồi lén lút lén lút đến trước cửa phòng thì không mở cửa mà thấy khóa thì đi luôn nghe đến đây thì tôi linh cảm có chuyện không hay cho thằng nam nên tôi hỏi lảng sang chuyện khác rồi xin phép đi trước điều đầu tiên tôi nghĩ là gọi cho thằng nam rút điện thoại gọi nhưng không thể liên lạc được tôi nghĩ ngay đến cái nhung Tôi vội chạy đi đến chỗ mà tôi gặp Nhung lần trước Nhưng không hề thấy Nhung ở đấy Tôi sợ hỏi mọi người xung quanh Thì không ai biết Nhung Tôi lục trong điện thoại May còn một bức hình chụp tất cả mấy anh em trong xóm Khi tôi về quê Và trong đó có cả Nhung Tôi hỏi lại mọi người và cho họ xem ảnh Nhưng không ai biết và chưa từng thấy Nhung cả Dường như mất phương hướng Tôi lại đi về nhà Và lần này về đến đầu cổng Tôi đã ngửi thấy mùi chuột chết bay thoảng và thầm chửi y như anh hàng xóm lúc nãy vậy nhốt mình trong phòng đến chiều tôi ra ngoài phố đi dạo buổi tối lúc này đi lang thang hồ gươm từ xa xa tôi nhìn thấy một dáng người rất quen thuộc cũng đang nhìn về hướng tôi tôi nhận ra đó là nhung tôi chạy lên đuổi theo nhưng khi đến nơi thì nhung đã biến mất vào dòng người đông đúc gần đó thất vọng tôi về nhà nằm vắt tay lên trán suy nghĩ nằm một lúc thì tôi thiếp đi thì tiếng gõ cửa lại vang lên đều đặn khiến tôi giật mình nhìn quanh nhà không thấy hiện tượng gì tôi nhìn đồng hồ mới chín rưỡi tối tôi đi ra ngoài hiên chơi lúc này có mấy người hàng xóm cũng đang ngồi ngoài hiên hóng mát ai ai cũng kêu có mùi chuột chết thoang thoảng ai ai cũng kêu có mùi chuột chết thoang thoảng trong vườn mà sao tìm mãi không thấy nó chỗ nào lúc này tôi chú ý trong góc vườn có một cái giếng nhỏ có một tảng đá nhỏ đậy lên có vẻ lâu lắm chưa có ai dùng đến nhưng rồi tôi tự nhủ chuột chết ném xuống giếng thì làm gì có mùi mà bay ra tận đây cái giếng đầy kín thế kia cơ mà ngồi ngoài hiên được một lúc thì mọi người vào nhà đóng cửa đi ngủ tôi cũng vào nhà nhưng không ngủ được nằm thao thức hồi lâu thì thiếp đi nửa đêm cảm thấy hơi đói định bụng đi ra ngoài xem có gì ăn đêm không tôi bước xuống giường và trượt chân ngã ngửa xuống nền vì dưới chân tôi có một thứ gì đó nhảy nhảy trơn trơn khiến tôi không đứng vững. Tôi nhìn xuống chân thấy nền nhà toàn máu. Tôi kinh hãi định đứng dậy nhưng chân quá tôi lại ngã một lần nữa. Đúng lúc này tôi nhìn vào phía trong gầm giường, trong đó là một xác người toàn máu. Do tối quá nên tôi không phân biệt được nam hay nữ, chỉ thấy tóc cắt ngắn trụi đi và đầu bị đập dập nát hết, hai con mắt cái xác nhìn chằm chằm vào tôi như muốn nói với tôi điều gì. Nhưng trong đầu tôi lúc này chỉ còn một suy nghĩ, đó là chạy. Chạy thật nhanh khỏi nơi ma quỷ này. Lấy hết sức bình sinh, tôi bò dậy và đẩy cửa chạy ra ngoài. Ra đến bên ngoài, tôi nhìn lại vào trong thì không thấy xác nữa. Tôi không dám vào phòng nữa, mà tôi sang gõ cửa nhà anh hàng xóm, tôi gặp sáng nay xin ngủ nhờ một đêm. May mắn là anh ấy cho ngủ nhờ. Nằm không ngủ được, tôi lại nhớ cái cảnh kinh hoàng ấy tôi nghĩ có chuyện không hay xảy ra nên tôi vội lấy điện thoại gọi thử cho nó lần nữa lần này thì có chuông nhưng không ai nghe máy tôi gọi hai ba lần thì tôi nghe tiếng chuông điện thoại của nam vang lên quanh đây tôi lắng nghe thật kỹ đúng là tiếng chuông điện thoại của nam rồi tôi mở cửa chạy ra ngoài thì thấy ở chỗ cái giếng nho nhỏ có cái gì đó hắt sáng lên ở góc tường tôi vội gọi cho ông anh hàng xóm dậy và chỉ cho ông ấy xem hai anh em bật đèn pin đi gần vào chỗ giếng. Càng vào gần hơn thì cái mùi hôi thối càng nồng nặc. Ông anh vừa đi vừa lẩm bẩm: Tao mà tìm thấy con chuột nào ở đây thì mấy thằng ôn trong xóm trọ sẽ biết tay tao. Vào đến nơi tôi thấy đúng là điện thoại của Nam, cái một hai tám mươi màu xanh đen, có dán ảnh của Nam và Nhung ở đây. Rồi lúc này ông anh hàng xóm chợt bảo: Long ơi, anh thấy hình như là cái mùi nó thoát ra từ cái giếng này hay là anh em mình thử xem dưới này có cái gì lúc này tôi vào gọi thêm một vài người nữa cầm đèn ra soi vì đèn của chúng tôi tối quá không thể soi xuống tận giếng được lúc có thêm mấy người trong xóm bò tảng đá ra thì ai cũng phải đưa tay lên bịt mũi vì mùi hôi thối nồng nặc từ giếng bốc lên rồi sau đó một anh cầm đèn pin soi xuống dưới và anh ta hét ầm lên ngã ngửa ra sau không ai hiểu chuyện gì nên cũng ngó vào xem và ai cũng bị giống như anh chàng kia vậy có người còn vừa chạy vừa nôn thốc tháo tôi cũng nhìn vào giếng và rú ẩm lên vì giới giếng là xác của một người không mặc quần áo đang trương lên rất kinh khủng sáng hôm sau cảnh sát đến mời tôi lên làm việc vì tôi là người phát hiện ra cái xác họ công bố nạn nhân là nữ và có thể tôi quen đó là nhung nhung bị cắt hết tóc trên người bị rất nhiều vết bầm tím và vết thương gây ra tử vong là nhiều nhát búa đập vào đầu, khiến vỡ sọ não và tử vong ngay tại chỗ. Rất có thể hiện trường gây án chính là căn phòng của tôi. Và dưới giếng còn tìm thấy được một cái búa là hung khí. Những câu nói của cảnh sát văng vẳng mãi trong đầu tôi. Nhung đã chết, vậy hai ba lần tôi gặp Nhung trên đường thì đó là ai? Cái người ngồi gục mặt khóc trên giường tôi là ai? Không lẽ đó là hồn ma của Nhung? Thế còn thằng Nam, thằng Nam hiện giờ nó đang ở đâu? Tôi về phòng dọn dẹp lại hành lý và quyết định chuyển đi, với bao nhiêu câu hỏi đặt ra trong đầu và suy nghĩ duy nhất bây giờ là phải tìm ra Nam thì tôi mới có câu trả lời. Khi ra đến đầu ngõ, chợt có một chị bán hàng nước gọi tôi lại. "Long phải không em? Em biết tin gì chưa? Thằng Nam, cái thằng ở cùng em ngày trước nó bị công an bắt rồi. Hình như là nó giết người yêu nó hay sao ấy." Tôi như không tin những gì mình vừa nghe Vội chạy ngay lên đồn công an Và thấy Nam ngồi đó Tôi lao vào hỏi nó và nhận được câu trả lời Đúng Tao giết nó đấy Chính tay tao cầm bút đập vào nó Vì nó thích mày Đáng lẽ ta không nên để cho hai chúng mày gặp nhau Ta không nên cho mày ở cùng phòng tao Để rồi tao phải đập chết nó Mày biết tao giết nó thế nào không Tao bắt nó cởi trần chuồng trước mặt tao Tao định hiếp nó Nhưng nó không cho nó dọa dạ tự tử, tử cơ đấy, nhưng sao ta để cho nó chết dễ thế được? Tao nhốt nó vào trong tủ quần áo và mày định mở ra đấy, nhưng ta không cho mày mở. Mày ngu lắm long ạ. À. Rồi mày biết không? Ta lấy dao rạch mặt nó ra, rồi ta cắt hết tóc nó đi, nhìn xấu xí thảm hại lắm. Nhưng càng nhìn tao càng sướng, vì tao biết nó như thế sẽ không dám gặp mày nữa. Con đàn bà lăng loạn, rồi ta ép nó phải nhận là có thích mày, có yêu mày rồi ta cầm búa nện vào đầu cho nó chết hẳn, rồi sau đó thì mày biết đấy, đáng đời một con đĩ, mà ta nói này, đến chết rồi mà nó vẫn còn chinh mê ghê chứ, phá chinh lúc nó chết cũng sướng thật đấy. nghe những lời thằng bạn mình nói, tôi ghê sợ, ghê tởm vì đã từng sống cùng nó, từng ăn từng ngủ cùng nhà với nó như anh em, nước mắt trào ra vì những gì nghe được từ chính miệng thằng bạn tôi thốt ra. Tôi tiến lại gần, dơ nắm đấm, đấm, định đấm nó như lại thôi. Nhìn chầm chầm vào nó và nói Loại như mày không xứng đáng với nhung và cũng không xứng đáng với bất cứ một ai trên thế giới này. Mày nên chết đi và ta không hối hận khi có đứa bạn như mày. Tôi đang muốn tự tay xé nát mày ra thành tượng mày nhưng mà đánh mày bật tay ta cứ để cho pháp luật trừng trị mày, Nam ạ. À. Tôi quay về. Người nhà Nhung lên nhận xác Nhung trong nước mắt đau buồn. Tôi dọn nhà đi. Và khi nhìn vào trong phòng, tôi thấy Nhung đứng đó nhìn tôi. Nhung mỉm cười với tôi và biến mất. Cánh cửa phòng trọ đó mãi mãi đóng lại trong ký ức. Các bạn đang nghe chuyện tại nghe đọc .net. Mời các bạn cùng nghe chuyện ma ở trọ gặp ma của tác giả Bảo Trân qua giọng đọc Bùi Dương. cô là tuyền sinh viên năm thứ nhất của đại học bách khoa lúc trúng tuyển cô mừng lắm báo cho ba mẹ biết ông bà biết tin thì mừng rơi nước mắt một phần vui vì con mình có thể đổi đời thoát khỏi cảnh túng thiếu của gia đình khỏi phải dãi nắng dầm sương làm ruộng làm dãy cày thuê quốc mướn sống qua ngày một phần lo cho không có tiền nuôi cô đi học biết ba mẹ lo lắng tuyền đã nói rằng mình sẽ tự làm tự học và nuôi cho cuộc sống của mình không cần ba mẹ phải bận tâm. Rồi cũng đến lúc cô lên tỉnh để nhập học. Chia tay ba mẹ mà lòng Tuyền nặng chịu, không biết nhật sắp tới cuộc sống của mình sẽ ra sao ở nơi đất khách quê người. Ở chốn phồn hoa đó, đây là lần đầu tiên cô xa vòng tay của gia đình, xa vòng tay của ba mẹ đến nơi xa, một thân một mình sao mà khỏi cho những lo toan, những suy nghĩ, nhưng Tuyền cũng tự trấn an động viên bản thân và vượt qua tất cả để giúp gia đình có cuộc sống tốt hơn trong tương lai. Trước ngày đi, ông Huy tức bao của Tuyền có đi vay cho cô một ít để làm tiền trang trải và học phí cho những tháng đầu tiên. Cô nghĩ cô nợ ba mẹ nhiều rồi nay lại nợ thêm nữa nên quyết tâm đổi đời của cô gái 19 tuổi đang cao hơn. Thiếp đi trong dòng suy nghĩ miên man của chính mình, cuối cùng cô cũng đã tới nơi. Vừa xuống xe, các bác xe ôm bu lại chào khách đông nghẹt trước cửa xe, làm cho các hành khách rất khó khăn trong việc xuống xe. Ôm túi đồ của mình thật chặt, khó khăn lắm, Tuyền mới lách xuống được. Cô đi lại nơi xe chung chuyển chạy, tay vẫn khư khư giữ túi đồ. Cô bước lên xe và nói với chú tài xế. Chú cho cháu đến ký túc xá của Đại học Bách Khoa. Xe lăn bánh, khoảng 15 phút sau cô đã đến nơi, nhưng khi vào hỏi thì cô đã lên trễ quá phòng đã kín hết rồi. Cô ủ rũ bước ra khỏi cổng, lòng nặng nề, không biết phải làm sao nữa. Bỗng, bụp, một tiếng vỗ vai khá mạnh khiến Tuyền giật thoát người quay lại. Trước mặt cô bây giờ là một cô gái trẻ cỡ tuổi Tuyền. Cách ăn mặc rất là cá tính, quần jean và chiếc áo thun ba lỗ. Khoác trên là một chiếc áo sơ mi sọc caro bên ngoài. Không đợi Tuyền lên tiếng cô gái tự giới thiệu. Chào cậu, tôi là Huỳnh Thụy An sinh viên năm nhất của đại học bách khoa. Tại lên trễ quá nên hết phòng rồi, thấy cậu cũng vừa trong đó bước ra, nên nghĩ cậu cũng giống tôi, hay là tụi mình đi kiếm nơi nào để trọ đi, ở chung chia tiền ra, đỡ phần nào hai phần đó. Tuyền thấy Thụy An nhiệt tình nên cũng cười đáp lại. Ừ, tôi cũng lên trễ hết phòng rồi, giờ không biết tính sao. À quên, tự giới thiệu tôi tên là Hà Cát Tuyền, gọi tôi là Tuyền là được rồi. Tôi cũng là sinh viên năm nhất." Thụy An hớn hở, "Thế là tốt quá, tôi biết là có một chỗ trọ gần đây mà không biết giá cả như thế nào, hay mình đi xem thử xem nha." Đi bộ khoảng chừng 5 phút vào một con hẻm gần đó, đến một ngôi nhà hai tầng, nước sơn màu xám nhạt trông còn rất mới, có lẽ là vừa mới được sơn sửa lại không lâu. Trước cổng có để một tấm biển trắng, "Nhà cho thuê, liên hệ" 0918 xxxx Thụy An hỏi Là nơi này để tôi gọi thử Cát tuyển ngăn lại Thôi An đi kiếm nơi nào khác đi Nhà này lớn quá Chắc tiền thuê đắt lắm Thụy An Không sao yên tâm Có người nói với An là chỗ này thuê rẻ Nên An mới vào đây Thôi để An gọi Không để cho Cát tuyển lên tiếng An đã nhấn nút gọi cho nhà bà chủ Tút tút đầu dây bên kia đã lên máy, đó là một người đàn ông trung niên tầm 50 tuổi, giọng khàn khàn, nghe có vẻ hiền lắm. Alo, sâm nghe, ai đấy ạ? Vâng, có phải là bác chủ nhà căn nhà xxx không ạ? Đúng rồi, cháu thuê nhà. À? Vâng, không biết mỗi tháng bao nhiêu ạ? À, dã à, là một triệu hai nghìn đồng mỗi tháng. Cháu sinh viên bác ạ, à, giảm tí được không? 900.000 đồng cháu lấy nhà ngay hôm nay. Giá thế rẻ rồi cháu ơi. Bác ơi thương tụi cháu với ạ, Một triệu bác nhé. Ừ, thôi được rồi, cháu định ký hợp đồng ngay à? Vâng, cháu đang ở trước cửa nhà của bác đây ạ. À? Rồi, để bác lại ngay. Chưa đầy 10 phút sau thì ông chủ nhà đã có mặt, ông mở cửa nhà cho An và Tuyền vào tham quan trước. Đang trước nhà là phòng khách, có để sẵn một bộ sofa nâu và một chiếc tủ tivi làm bằng gỗ xoay mặt ra đường. Đi ra sau một tí sẽ đến gian bếp, bên trái là nhà vệ sinh trông khá nhỏ. Ông chủ nhà dẫn An và Tuyền lên lầu 2. Đằng trước là ban công, có thể để một chiếc bàn học, cạnh đó là cái võng dù và có cả một chiếc tivi 21. Đi ra phía sau có một phòng ngủ khá rộng, giữa phòng là một chiếc giường sắt đôi lớn có đệm, góc cuối phòng có một chiếc bàn inox. Đi xong một vòng nhà ông chủ bảo Nhà còn mới và sạch lắm Các cháu chỉ cần quét sơ Là có thể ở Không cần phải dọn dẹp nhiều đâu Tiền nước và tiền điện thoại Thì các cháu xài bao nhiêu trả bấy nhiêu Nói xong Ông xuống phòng khách Ký hợp đồng và lấy tiền đặt cọc xong rồi ra về Tiễn ông chủ về nhà xong Tiền bảo Nhà đầy đủ và to thế mà rẻ nhỉ Ừ rẻ thật An <laughs> đáp Xong hai cô nàng bắt tay vào dọn dẹp đến 5 giờ chiều thì mọi thứ đã đâu vào đấy. An bảo, Tuyền ở nhà, mình đi đâu đấy kiếm đồ ăn về. Tuyền đáp, ra chợ mua gì đi, Tuyền nấu cho. An cười, hôm nay ta mệt rồi, nấu nướng làm gì nữa, kiếm gì lấp đầy bụng càng nhanh càng tốt. Chưa để cho Tuyền lên tiếng thì An đã chạy ra khỏi nhà, Tuyền khóa cửa, bước từng bước lên lầu, trong đầu đang vui vì kiếm được một chỗ ở tốt thì bỗng cô nghe có tiếng tivi phát ra trên phòng học. Rõ ràng là từ nãy tới giờ đâu có mở. Cô chạy nhanh lên xem thử, mọi thứ vẫn yên lặng, chưa có gì xảy ra, tivi vẫn tắt. Cô nghĩ do mình mệt quá nên sinh ảo giác. Tuyền đi lại võng, ngã lưng đung đưa một lúc rồi cô tiếp đi. Râm! Cô choàng tỉnh dậy, chạy thật nhanh xuống bếp xem có gì. Cô ngạc nhiên khi nghe thấy có tiếng nước chảy trong nhà tắm. Từng bước thật chậm, cô thấy lạnh, lạnh buốt cái lạnh như mùa đông ở quê cô bụp bỗng đèn trong nhà sáng lên phía cuối cầu thang là một cô gái đang xoay lưng lại với tuyền tóc dài nhưng mặc một chiếc đầm nâu đã cũ an hả đừng đùa kiểu đó không vui đâu lúc này chân cô không cử động được toàn thân cô lạnh buốt chỉ cầu mong mọi chuyện là tưởng tượng cầu mong cô gái đó là thùy an đang đùa với cô nhưng không nó xoay đầu lại đầu nó xoay 360 độ cặp mắt nó đỏ ngầu nhìn cô mặt nó bê bết máu khô nó không có mũi miệng nó cười một nụ cười ghê rợn máu chảy ra từ miệng nó càng lúc càng nhiều tuyên tuyên á à. tiếng la cùng với cái đạp cửa của tuyền làm thúy ăn ngã nhào cậu làm gì vậy tuyền ngủ mớ cũng vừa vừa thôi mớ tôi mớ hả vừa nói tuyền vừa lấy tay lau mồ hôi trên trán cả người tuyền lúc này rã rời áo cũng ướt đẫm ừ nãy bà mơ sao mà lau quá trời đất vậy tôi chạy lên xem coi có chuyện gì không chạy lại lay bà dậy bà tung cước làm tôi té muốn chết luôn thụy an nhăn mặt với giọng khó chịu hơi thì ra là mơ thôi tuyền thở phào thụy an trố mắt mơ thấy cái gì ghê gớm lắm hả không có gì đâu chắc là mệt quá nên mơ tùm lum thôi. Tuyền trấn an bạn. Vừa lôi tay Tuyền vừa bảo. Ờ, vậy ổn rồi, không xuống ăn cơm nào, mua cơm về rồi đấy. Bước chân xuống nhà với An mà lòng Tuyền nặng chĩu, bất giác cô quay sang nhìn đồng hồ thì chỉ mới 5 giờ 30 phút. 30 phút qua với cô như cả 4 tiếng đồng hồ ra đằng đẵng Nói với An thế thôi nhưng cô cũng sợ lắm, hình như cô cảm thấy có gì đó một thứ vô hình. Xuống đến phòng khách, An vòng qua ngồi phịch xuống ghế, một hộp cơm nóng hồi đưa cho Tuyền. Tuyền cũng ngồi cạnh An cẩn thận đón lấy cơm bạn vừa đưa. Ờ, à, tay cậu bị gì vậy? Lúc nãy đâu có. Thấy cánh tay bên phải cổ Tuyền in rõ ba việt bầm tím dài An thốt lên. Đưa tay lên xem. Tuyền điếng cả người. Lúc nãy hình như ở cuối giấc mơ, cô gái à không, con quái vật đó có chụp lấy cánh tay của cô Nhưng An đã gọi cô dậy Tuyền bỏ hộp cơm xuống Nâng cánh tay của bạn lên Cô hoang mang tuột độ Nhưng tự nhủ là không có gì Có lẽ là sơ ý đụng thứ gì thôi Cố gắng bình thản nhất có thể cô đáp À chắc là lúc dọn nhà bị gì đó thôi Không đúng Lúc này An đâu có thấy gì đâu An quả quyết Thôi bà ơi bà tào lao hoài à À mà kể tôi nghe về bà đi Tính ra mình cũng chưa biết gì về nhau. Tuyền phủ định trấn an bạn. Ờ thì à, tôi là người ở ở đây. Gia đình tôi cũng ở đây luôn, mà lại muốn chứng minh cho ba mẹ thấy rằng tôi có thể độc lập, không phải là tiểu thư nữa, nên tôi mới quyết định ra riêng. Còn Tuyền thì sao?" "À, tôi thì ở quê, nghèo khổ từ nhỏ, đã phải làm thuê làm mướn đủ thứ để kiếm sống phụ ba mẹ rồi. Đậu ở trên này" là tôi mừng lắm, hy vọng đổi đời cho gia đình tôi vui sướng được một chút." Tuyền thật thà. "Ừ, mà bà giỏi thật đấy, mà thôi, từ giờ là bạn thân nên có gì thì mình chia sẻ à. a." Ăn cười vừa nói. Tuyền cũng cười, hai người vừa nói chuyện vừa vui vẻ ăn cơm. Thế là xong bữa tối của hai đứa sinh viên, hai cô nàng tắt đèn dưới lầu, chuẩn bị bước lên cầu thang thì bỗng bụp, đèn phòng khách sáng lên. Tuyền sợ hãi nhìn khắp phòng Sao nó lại như giấc mơ lúc chiều vậy nhỉ An hơi bất ngờ Bảo Gì ngộ vậy Không lẽ tấn công chắc Nói rồi Thủy An định đi xuống tắt đèn Thì lại bụp một tiếng nữa Căn nhà lại tối đen như mực Gì thế này Thủy An bực bội kêu Đột nhiên có tiếng thì thầm rất nhỏ Của ai đó bên tai của Thủy An Không có gì Thủy An giật thoát người dựng tóc gáy Chơi trò gì vậy Tuyền không vui nha Tuyền khó chịu. gì? Tuyền có làm gì đâu. Rõ ràng cậu vừa nói xì sầm vào tay ấy, An mà, sao lại không có chứ? Thật mà, không có. Tuyền phân minh. Thôi, lên đi rồi tính. Thụy An nhăn mặt. một đèn căn phòng sáng vừa xong, Thụy An chạy lại nằm ngay xuống võng. Tuyền thì cứ chậm rãi, vừa đi lại bàn ngồi, vừa suy nghĩ những chuyện vừa xảy ra. Thụy An lên tiếng: Có thật là Tuyền không xì sầm vào tay An không? Tuyền nói xạo làm gì, tuyển không dẫn vậy đâu." Tuyền vừa nói vừa quay sang nhìn An. "Chắc có lẽ là nhầm." An đâm chiêu. Thở dài một cái, Tuyền quay sang sắp tập phở chuẩn bị để mai đến trường. "Thủy An, à mà cậu học khoa nào?" "Ủa, mà cậu là Hạ Hạ cắt Tuyền thủ khoa phải không?" "Ờ, đúng rồi. Ở sao cậu biết luôn vậy?" Tuyền trốn mắt nhìn An. Thủy An cười khì, Thì coi danh sách là biết chứ gì." Sau này học hỏi nhiều rồi Trung khoa, trung lớp luôn đấy Cát tuyển Chà chà, công nhận Duyên tiền định rồi nha Hai đứa lại trò chuyện vui vẻ 7 giờ, 7 giờ 30 phút Rồi 8 giờ Thời gian trôi qua Với bộ phim trên đài HBO của hai đứa Cuối cùng bộ phim cũng hết Tụy An ngồi dậy vươn vai Đi đâu chơi không Tuyền còn sớm này Tuyền Xe An Bà tôi nói là cho tôi chiếc xe máy Nào muốn thì nói ông thì ông trở qua cho Tuyền sướng thế An Vậy đi không nè Tuyền Ừ đi thì đi Mà nữa coi như là cho tôi mướn xe đi Tiền xăng đổ mình chia với nhau An Ok Nhưng có định đi làm thêm không Tuyền Có có chứ Hay là chút mình đi xin luôn An Rồi quyết định vậy thế nhá tắm rửa xong chờ người của ba Thủy An đem xe đến hai cô nàng đi ngay vừa đi vừa cảm nhận cái náo nhiệt của thành thị làm Tuyền háo hức lắm đã một vòng thành phố đi xin năm đến sáu nơi cuối cùng hai cô cũng xin được việc nhưng lại là hai nơi khác nhau nhưng đều là quán cà phê Thủy An thì làm ở quán Kinh gần chỗ trọ còn Tuyền làm hơi xa một tí tại quán Anger được cái là chung ca cùng giờ giấc đường giá cũng tiện lợi Mười giờ, hai cô gái về nhà. Lúc mở cửa nhà, không hiểu sao kéo mãi mà cửa cứ kẹt. Hai cô cứ thay phiên nhau kéo. Mệt quá ăn ngồi đại xuống trước cửa nhà. Giống cửa bị khóa từ bên trong thế. Ý, cái, cái ổ khóa đâu rồi? Tuyển thốt lên. Chẳng có lẽ trộm à? An nói. Không có đâu, nó đâu có rãnh khóa cửa lại cho mình. Tuyển đáp. Cũng phải. An nhăn nhó. Tuyền đang đứng dựa vào cửa thì bỗng bị trượt chân, đẩy cánh cửa ra nhẹ như không. Tuyền nhìn An mà há hốc mồm không biết là nói gì. Vào nhà bật đèn lên thì thấy ổ khóa nằm trên bàn phòng khách. Lấy ổ khóa khóa cửa lại An nói, gì mà khó hiểu thật vậy. Quay lưng lại thì thấy Tuyền đã biến mất từ lúc nào. Cô chạy khắp nhà, bật tất cả đèn vẫn không thấy. Họ điện thoại cho Tuyền thì máy bận, cửa vẫn khóa trong. An đang ngồi ở phòng khách hoang mang, thì đột nhiên trong nhà tắm có tiếng nước chảy. Ăn chạy vào tường là Tuyền, nên gọi Tuyền hạ. Không có tiếng trả lời. An đi vào, vòi sen mở mà không có ai. Tắt nước, cô quay lưng ra thì cảm nhận được mình đang dẫm phải cái gì đó nhờn nhợt. nhợt. Cúi xuống là một biệt máu trộn với cái gì xám xám thì tầm kinh khủng. Ngước mặt lên, trước mặt cô là một cái đầu, tóc dài thườn thượt chấm đất, che phủ cả khuôn mặt, không có thân, cách cô chừng vài mét lấy hết sức bình sinh, An chạy một mạch lên lầu và hình như cô cũng xuyên qua nó. Chạy vào phòng và đóng chặt cửa lại, ngồi xuống đất, An thở gấp. Nhìn lên giường thì cô thấy Tuyền đang nằm ngủ ở đó. Chạy lại lay mãi Tuyền và cô hét lớn, Tuyền dậy, dậy lại đi. Tuyền mở mắt đầy mệt mỏi. Gì vậy? Có thứ gì đó tưởng lắm ở dưới lầu. An như sắp khóc, nói không rõ lời. Thứ gì? để tuyền tuyển xuống xem tuyền tỉnh ngay lúc đó thụy an thôi ở đây đi lỡ nó ghê quá tuyền phải đi mới được biết đâu là trộm hay là gì rồi an miễn cưỡng thế để an đi chung tuyền đi một mình tôi không có yên tâm vừa lấy cây chổi ở góc phòng siết chặt tay an tuyền bước đi trước đi được giữa cầu thang thì đã nhìn được khung cảnh nhà tắm mọi thứ vẫn bình thường như chưa có gì xảy ra bước xuống đi một vòng, mở hết đèn nhà lên vẫn không có gì. Tuyển và An mới yên tâm lên ngủ. Tuyển, thôi cứ để đèn, chịu tốn điện tí vậy. An, ừ cũng được, cho yên lòng. Lên phòng đóng cửa thật cẩn thận xong, Tuyển hỏi, thấy gì mà cậu hoảng vậy? An kể lại mọi việc, bất chợt nhớ lại nhìn xuống chân mình thì cũng vẫn không có gì nên thở phào. Xong An lại bảo, chả nhẽ An bị ảo giác. Tuyền. Tuyền cũng không biết nữa, mà hồi sáng Tuyền mơ thấy cái cái này như thật đấy, rồi Tuyền thuật lại giấc mơ lúc sáng cho Thủy An nghe. Thủy An đơ người một tí rồi thốt lên, "Những vết bầm trên tay Tuyền." Tuyền, "Ừ, An." Im lặng. Tuyền, "Thôi cố ngủ, mai mốt tính tiếp, hoặc ăn ngủ tôi canh cho, chứ mai còn đi học." An, "Thôi Tuyền ngủ đi, tôi canh cho." tôi ngủ không được. Tuyền, thế cứ để đèn rồi ngồi nói chuyện đi, khi nào mệt thì ngủ. Một giờ sáng, ăn ngả người vào bay Tuyền ngủ thiếp đi. Tuyền đỡ đầu An xuống gối cho cô nằm rồi Tuyền cũng nằm cạnh An. Quay sang An vuốt nhẹ mái tóc, Tuyền cười mỉm rồi cô cũng ngủ. Một đêm trôi qua không có gì xảy ra, cũng không đúng, ngủ một giấc khá lâu đến khoảng 3 giờ sáng. Tuyền có giật mình tỉnh giấc vì một tiếng động lạ ở trong phòng có tivi. Hình như là tiếng võng cọt kẹt cọt kẹt, nhưng vì mệt quá cô cũng mặc kệ mà ngủ. Sáng hôm sau xuống nhà vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng để đi học. An mới chợt nhớ ra là và hỏi Tuyền, hôm qua sao cậu đi đâu mất tiêu mà tôi kiếm không có vậy? Gì mà đi đâu, tôi nói với cậu là tôi lên phòng ngủ cơ mà, cậu còn ử nữa kia. Tuyền thắc mắc, An, gì thế tôi có nghe gì đâu mà ư ừ. tôi quay sang là cậu đi mất tiêu rồi kiếm khắp nhà luôn mà không có tuyền không biết nói gì chỉ đưa ánh mắt đó khó hiểu nhìn an an lại đâm chiêu quay sang nhìn tuyền rồi nhìn sang nhà tắm mà dựng hết cả tóc gáy ăn sáng xong an dẫn xe ra còn tuyền thì khóa cửa nhưng cả hai quên khuế đi rằng lúc sáng đèn đã tắt ngồi đằng sau xe của an tuyền không nói gì cả an cũng im lặng không khí nặng nề đến khó tả bỗng an hỏi nhỏ như chỉ muốn tuyển nghe thấy tuyển ơi cậu có tin tất cả những chuyện hôm qua mình kể bạn tin hết chứ Tuyền thở dài rồi nói với giọng mệt mỏi tin tôi tin bạn không tin bạn thì tin ai nữa chỉ là không hiểu mình đã gặp chuyện gì nữa thôi thế tuyển tin vào tâm linh không an hỏi với giọng khá rẻ dặt. Ngay đến đây như đánh đúng vào tâm lý tuyển kể không giấu gì an chứ từ nhỏ tôi đã sống ở dưới quê rồi nên mấy chuyện tâm linh là tôi tin lắm chỉ sợ nói ra an lại cười rồi nói tôi mê tín này nọ này kia cười nhẹ như để không khí bất căng thẳng an bảo gì mà cười tôi cũng tin lắm ấy chứ mà sợ nên nên không có dám nói vô tình tuyền quay sang bên trái đường nơi dựng biển báo cô thấy một người phụ nữ cao tóc xõa dài nhìn không rõ mặt mặc một chiếc đầm nâu à không là màu như là màu của đất bùn cô hét lên hoảng hốt á à, an an à, cái cái người đứng bên biển biển báo kia giống 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 tôi tôi gặp ở trong giấc mơ đó chiều qua tôi cảm thấy đó nó đang nhìn mình kia an vội quay đầu lại nhìn thì không có gì cả có gì đâu bỗng két an thắng hết tốc lực tuyển hỏi gấp gì dìm mà thắng gấp vậy rõ rõ là nãy có người đứng ở sau mà ừ, tôi còn thấy là một cô gái mà an quả quyết chắc tụi mình mệt quá hoa mắt cả rồi tuyền đáp với giọng buồn rời rượi bất giác tuyền vòng hai tay ôm lấy an tự đầu vào lưng cô lúc này đột nhiên người của an nóng bừng như lửa hai má đỏ ửng cả lên an nghĩ cũng may là tuyền ngồi sau không thấy bộ dạng lúc này chứ không là không thể giải thích kiểu gì cả hai tiếp tục đến trường tan học hai đứa không về mà ghé tiệm ăn rồi nghỉ ở tiệm chờ đến giờ rồi đi làm luôn trong lúc ăn tuyền hỏi an an ơi tôi nghĩ ra cái này hay mình mình cầu cơ coi có muốn gì không chứ cứ như vậy quài á tôi mệt quá tôi chịu không có nổi an đáp cầu cơ sợ lắm ấy tuyền với tay cầm tay an và bảo có tôi đây sợ gì Tôi có chơi rồi, yên tâm. An mỉm cười. Ừ, cậu thì cầu, có người bên cạnh nên ăn chẳng sợ đâu. Như dự tính, khi đi làm về, cả hai chuẩn bị cho màn cầu cơ. Tắm rửa xong xuôi, cả hai kẻ giấy gồm 24 chữ cái. Số, lấy một đồng xu làm cơ, đèn cầy, bánh và nhan, tất cả theo hướng dẫn của tuyển. Để đảm bảo an toàn nên hai đứa quyết định mở đèn chơi, biết là điều này ngốc lắm nhưng cũng quyết định vậy để an bớt sợ cả hai ngồi xuống trải bàn cầu cơ ra trước mặt giữa là ba cái nén nhang cùng với bánh trái hai bên là hai cây đèn cầy đang đỏ cháy đọc xong ba lần chú mà vẫn không có gì đến lần thứ tư thì bỗng bụp đèn điện tắt tiền nói nhỏ chỉ đủ ăn nghe sợ thì ngồi sát vào tớ này sợ thì sát vào người tớ tuyệt đối không bỏ tay ra khỏi cái đồng xu giữa chừng An ngồi sát lại Tuyền, phòng khách bây giờ chỉ còn lại ánh sáng của cái hai ngọn nến lập lè. Tuyền bắt đầu hỏi, xin hỏi ai đó có ở đây không? Đồng xu vẫn đứng im, một lúc không lâu sau nó mới di chuyển và di chuyển đến ô có. Tuyền hỏi tiếp, ai đó là nam hay nữ? Im lặng, không có gì xảy ra, Tuyền lập lại câu hỏi một lần nữa thì bỗng một cây nến tắt. Lúc này An sợ lắm nhưng không dám la lên. Một tay còn lại an ôm lấy tuyền tuyển trấn an an. Không sao, chắc do gió, gió thôi, tiếp nào. Xin hỏi vong đây tên gì? Đồng xu di chuyển ngay lập tức lần lượt là chữ N, G, H, I. An hỏi nhỏ, nghi sao? Tuyển gật đầu nhẹ, cô hỏi tiếp. Cô cần gì ở chúng tôi? Nói đến đây, bỗng có một làn gió lạnh thổi mạnh qua làm cả hai cô lạnh cả gáy xem chút là bay cái bàn tay cầu cơ bằng giấy lạ một nỗi là cái đèn cầy còn lại không hề tắt đồng xu vẫn nằm im bất động tuyển lên tiếng hỏi thêm một câu nữa à hay hay chúng tôi có thể giúp gì đồng xu chậm rãi di chuyển lại từng chữ cái o a n rồi cái đèn cầy cuối cùng vụt tắt an sợ lắm nên càng ôm chặt lấy tuyền chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra nhưng thật may mắn đèn nhà đã được mở lại đọc nhanh câu thần chú kết thúc trò chơi xong tuyền dẹp bàn cầu cơ và bảo an thôi mình lên phòng ngủ rồi tính an gật đầu chạy lại nắm chặt lấy tay tuyền cả hai tắt đèn rồi lên phòng mở cửa phòng bước vào an vẫn không rời tuyền nửa bước cả hai ngồi lên giường rồi tuyền bảo Tại sao lại là chữ oan Không lẽ Nghi muốn mình giúp cô ấy làm gì đó Mà trước khi mất cô ấy còn chưa làm được An trên vào Nói đến đoạn này Thì đột nhiên cửa phòng mở ra Trong khi lúc nãy Tuyền đã bấm chốt Gì đấy An nói và càng bấu chặt Tuyền Để để mình đóng cửa Vừa nói Tuyền vừa chạy thật nhanh ra đóng cửa Và bấm chốt kỹ lưỡng Thủy An và Cát Tuyền ngồi nói chuyện đến gần sáng, rồi cả hai ngủ thiếp đi trong mơ cả hai thấy một cảnh tượng thật hãi hùng á à, cả hai đồng thanh la và cùng tỉnh một giấc thuyền thở gấp quay sang hỏi an cậu cậu mơ thấy gì vậy an ăn mơ thấy chứ để an nói hết thì thuyền đã lên tiếng có phải là cậu mơ thấy có một cô gái quần áo bị xé sách tả tơi đang lết vào nhà tắm máu me bê bết có một người đàn ông vừa cười và man dợ mặc chiếc áo sơ mi, tay dài, cũng dính máu, nhưng không thể thấy mặt. Một tay cầm dây nịt, một tay cầm dao giật cô gái. Ông ta giơ dao lên và chuẩn bị đâm cô ấy thì cậu giật mình tỉnh dậy đúng không? An trố mắt. Sao Tuyền biết? Tuyền cũng mơ y như vậy. Nhưng cậu có cảm thấy người đàn ông đó quen lắm không? Tuyền nhìn An nghi ngại. Ừ, Tuyền nói mới để ý. Nhìn ông ta quen lắm. An tiếp lời. Âm, um, bỗng có một tiếng động rất lớn ở chỗ xem tivi. Tuyền và An chạy nhanh ra để xem có chuyện gì thì thấy cái bàn học ngã sóng xoài. An nhìn Tuyền ngơ ngác, tại sao cái bàn có thể ngã mà không có lý do như vậy nhỉ? Cái gì kia? An vừa chỉ lên tường vừa la lên, đó là một xấp giấy, à mà không đúng, một xấp gì đó được gói cẩn thận trong một tờ giấy màu xanh ngọc và treo trên tường bằng một cây đinh đã dì xét. Nắm lấy tay cột Tuyền, An nói Mình lại xem thử đi Không đáp trả lời An Tuyền dẫn cô nhẹ nhẹ bước lại lấy gói đồ Xong cả hai dựng bàn lên Cầm gói đồ bước vào phòng Đóng chặt cửa Và lên giường An bảo Mở ra xem thử nha Tuyền Ừ, để Tuyền mở Bạn đi xa xa một chút xíu đi Lỡ có gì thì Tuyền chết trước rồi bạn chạy Tuyền vừa nói vừa đẩy nhẹ An ra Nói gì kỳ vậy chết là chết chung chứ đã hứa từ đầu là bạn rồi nên phải chia sẻ với nhau mà ừ, chắc là không có gì nguy hiểm đâu an đáp rồi lại ngồi đối diện tuyền và gói đồ bạn thôi nào tuyền ấp úng nói thì thầm gì nói gì thế an hỏi à không gì mở mở đi tuyền biện minh xong tuyền gỡ lớp giấy gói ngoài ra bên trong là một dấp hình cũ bám đầy bụi và đã ố vàng. Lật từng tấm, vừa xem hai đứa vừa nhìn nhau, đó là hình của một cô gái trẻ rất xinh đẹp, tóc dài đen óng ả, à, có răng khỉnh da trắng môi son. Ở đằng sau tấm hình cuối cùng có ghi vài dòng chữ bằng bút bi xanh. Lâm Giang Nghi, ngày, tháng, năm. Nghi, là cô gái này, đẹp thật đấy, an tốt lên. Đẹp sao bằng Thụy An của Tuyền này? <laughs> Cát Tuyền vừa cười vừa nói. Ăn quay sang đánh yêu Tuyền một cái. Giờ này mà còn dẫn được. Mà Tuyền, Tuyền người đàn ông trong giấc mơ đó là ai? Cao gầy gầy. À, nhớ ra rồi là ông, ông Sâm. Tuyền la lên. Đúng, đúng, đúng rồi. Ăn quay sang nhìn Tuyền với ánh mắt như là tìm ra gì đó quan trọng lắm. Hôm nay tụi mình xin nghỉ học. Hẹn ông qua đây kiếm cớ là đường điện bị hư. Để dò hỏi ông thử đi. Tuyền nói. Ừ, nhưng cũng phải đề phòng nhé. Tại trong giấc mộng ông... ông An ngập ngừng, biết rồi không sao đâu, Tuyền khẳng định. An gọi điện, nhờ bạn ở lớp xin nghỉ một hôm rồi hẹn ông Sâm đến. 10 giờ sáng có tiếng gọi cửa. An, Tuyền, chú Sâm đây. Dạ, An hít một hơi thật sâu để lấy can đảm mở cửa ra. An bóp cửa lại, mời ông ngồi xuống sofa. Tuyền rót nước ra mời cho ông uống. Nói chuyện luyên thuyên một lúc, ông đề cập Tụi cháu nói là nhà bị hư gì đâu. Thú thật thì nhà cháu cũng chỉ muốn nhờ chú qua hỏi một chuyện. Tuyển phân trần. Cháu hỏi đi. Ông Sâm bảo. Nghi là ai vậy chú? An hỏi ngay. Sao cháu hỏi vậy? Ông Sâm nhìn An với ánh mắt khác thường. Dạ, chỉ là tụi cháu thê ảnh của cô ấy. Tuyển nhỏ nhẹ. Các cháu lên đây. Ông Sâm ra hiệu cho Tuyển và An đi theo sát ông lên đến lầu 2, bỗng ông đổi thái độ, đôi mắt ông đột nhiên đỏ ngầu, moi trong quần da một cây dao xếp nhỏ, bỗng lôi tay An... kể dao vào cổ cô. An hoàng quá khóc không thành tiếng, ông ta ra lệnh. Con nhỏ kia, mày mà chạy, tao giết nó. Tuyền giữa hai tay lên đầu, ông tháo sợi dây nịt đang đeo giết chặt tay An. Vừa lấy cái khăn lau bàn gần đó, ông nhắt vào miệng An. Ngậm vào. Rồi, ông lôi đâu ra từ trong túi quần, một sợi dây thừng mảnh nhưng cũng khá dài trói chân ăn lại dao vẫn kẻ cổ của an ông nuôi ăn, chặn ngay lối xuống cầu thang rồi ra lệnh cho tuyền con kia mày bước lại đây tuyền vẫn đứng im chừng chừng nhìn ông ta lấy hết sức tuyền nhảy lại đánh ông ta nhưng không hề hấn gì với lão đạp tuyền một đạp là tuyền đau điếng rồi lão cũng trói tuyền lại cất giọng cười của một con dã thú chắc tụi bây là bạn của con nghi chứ gì Ta nói cho tụi bay biết Tụi bay đừng có qua mặt tao Tao sẽ làm cho tụi bay chết giống nó Rồi chôn chung ở dưới cho tụi bay đoạt tụ Lão nói xong Bước lại gần An vuốt nhẹ mái tóc của An Mặc cho cô giải đạp Lão dở thói thú vật Xe áo cô điên cuồng Tuyền nhìn thấy mà ướt nước mắt Tức lắm nhưng chả làm gì được Nhưng bỗng nhiên Dây trói tay chân cô lỏng ra Như được có ai mở cô thử cơ hội lão không để ý vừa lấy cái bình hoa kê bên đập ngay vào đầu lão lão choáng váng ngã ra đất ôm đầu đẩy máu tiền nhanh tay cởi chó cho an nhưng không kịp ướm 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 tiếng an bị nhát khăn nhìn về phía sau tiền la lớn tiền xoay qua phụt con dao xẹt ngang vai cô tiền đau sắp ngất cô chỉ biết hết lùi về sau lão giơ con dao lên vừa cười như một con thú dại vừa bảo cô mày chỉ là con xanh giết mày trước hiếp sau. Dao sắp đâm xuống cô thì đùng, một viên đạn của cảnh sát đã trúng tay của lão, làm cho lão buông dao quỳ gục xuống. Các anh cảnh sát cười chó cho An, An chạy nhanh lại chỗ Tuyền. Tuyền, Tuyền có sao không? Tuyền mà có mệnh hệ gì thì An sống sao? Tuyền đau lắm, nhưng cô vẫn cố cười vì dáng vẻ của An lúc này vừa đáng thương vừa đáng yêu. Đau tí thôi không sao. An và Tuyền được đưa vào bệnh viện về sau cảnh sát đã tìm được bộ xương của cô gái được lớp xi măng rồi lát gạch lên ở chỗ nhà tắm do lời khai của tên sâm cô gái được xác định là lâm giang nghi 20 tuổi đến sau tuyền kiểm tra điện thoại thì thấy có một cuộc gọi cho cảnh sát mặc dù trong thời gian đó cô bị trói và cũng không hiểu được tại sao là lúc đó dây trói lại lỏng chắc là do giang nghi đã giúp đỡ về phần của an và tuyền thì kiếm được một nơi trọ mới tuy nhỏ và không đẹp như chỗ cũ nhưng luôn ấm áp tình cảm của cả hai